lần này anh hỏi nếu mình đem cái nước cấu, con cấu, cái nước xịt con gấu. Nhưng mà mình quên, mình không dám đi xa. Đi, hai đứa đi vô một chút, sau đó nhìn thấy cái bản đồ nó để là khoảng 3 hoặc 4 km. Nhưng mà nó nói là cần đem theo cái nước xịt con gấu. Nhưng mà lúc đó mình quên, sau đó mình đi ra cái xe. Chạy xe ở trên cái đường, nhưng mà lúc mình nhìn thấy cái hồ đẹp quá, sau đó mình đi vô mình chơi. Thì cái hồ này con nhớ cái tên Lewis Lake. Looking for another place to bathe, and as we were driving around we encountered Lewis Lake. I think that was the name of this place. It was really nice, except for the days that we actually stopped by, I think 2 times. And both days it was cloudy and a little bit of wind, so it was just made it too cold to bathe there. But it seemed like a really nice place if it wasn't for the overcast. Gần được. Sau đó hai đứa đi thêm một chút nữa. Nhưng mà cái đi thêm một chút cái đó mình tự mình đi thôi. Nó nguy hiểm một chút. Nhiều người đi chơi vòng vòng nhiều chỗ tới tối mới đi về cái lều để ngủ thôi. Nhưng mà hai đứa còn mệt quá, chưa có đi chơi được nhiều. Hôm qua chạy đây còn thắng hẳn
13 tiếng. Nghĩ nếu thiệt là có thể 11 tiếng 30 phút, nhưng mà mình đi thẳng 13 tiếng. Nhưng mà lúc tới mệt quá. Giống không có ăn cái gì nhiều luôn. Ăn ăn vặt thôi. Không có ăn cái gì no được. Ăn kẹo, ăn đậu phộng, ăn khô bò thôi. Sau đó mình ghé lấy xăng, đi vệ sinh. Sau đó chạy xe tiếp, nghỉ lấy xăng, đi vệ sinh khoảng 10 phút thôi. 10 phút, 15 phút thôi. Không có lâu. Và lúc tới làm cái hamburger quá ngon. Tại lúc đó mệt quá, không có làm phim cho mọi người thấy được. Lúc đó làm xong cái liều, sau đó dọn mấy cái đồ, cất mấy cái đồ ăn vô cái hộp. Xong là tới khoảng nghỉ, lúc đó là trời hết hết cái nắng, nhưng mà còn sáng được một chút. Sau đó làm cái hamburger, lúc ăn là nhắm mắt ăn thôi, tại nó ngon quá. Thức từ 4 giờ sáng tới 6 giờ mấy chiều mới được ăn. Cái chỗ này là nước sông, nhưng mà một chút ở Yellowstone giống nước sông, nước hồ, nước suối, thác, giống nó đều giống nhau, cái nước nó giống nhau hết, rất là sạch. This is another place we looked to bathe, but the wind was just too cold. We actually changed our shoes and tried the water, but it was just too cold, too windy, too cold at that time. So we aborted that mission. But it was really beautiful. This area was really beautiful. The kind of greenish rocks covered with moss of some sort on the left side, and then the nice river on the right. This is on our way to Grand Teton National Park, I think. We were just trying to check out all of Yellowstone and everything around it to some extent. Đi xuống tới Grand Teton, nhưng mà nhìn thấy cái đó thôi, không có thêm cái gì nữa. Không biết nếu mình giống... Nhưng mà người ta nói ở dưới đó nó cũng đẹp lắm. Không biết nếu mình đi sai hoặc mình đi cái đường lộn. Anh nghĩ nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà em và anh không có thấy. Nhưng mà lúc đó, lúc tới em thấy cũng nhiều người ghé cái chỗ đó. Cái này nó bị cháy rừng. Sau đó mấy cái cây nó bị chết. Nhưng mà không biết là cháy rừng cái năm bao nhiêu. Cái chỗ này là cái ngày đó mình chụp ngay chỗ cái bảng nó để Yellowstone. Nhưng mà cái này là ở cuối cái chỗ này. Ở Grand Teton. Near phía tây. Ở phía tây. West. No, east, phía tây là east. Phía đông. Phía đông. Nghe nói kia, okay.
cái chỗ kia anh cũng nói sai, cái northeast cái chỗ em bắc cái nước ở cái đá. Đá nước. Mùa đá. À, cái chỗ này chút nữa mình chụp hình cái chỗ nó cao quá. Em không sợ, nghĩ cái này anh sợ cái này nhiều hơn cái con bò. Thiệt là lúc mình tới chỗ này là anh sợ nếu em đạp chân ở đâu sai em chết, và có thể anh cũng chết luôn. Có cái người kia cũng chụp hình chỗ này nhưng mà chính phủ không có làm cái đường sẵn là cái đó nguy hiểm, giống mình chụp ở đây ở bên trái cái hình này, nhưng mà ở đây mình đi ra có hai người, có người nó đứng ở đây chụp hình nhưng mà anh thấy nguy hiểm lắm. Chính phủ không làm cái đường sẵn tại nó biết là chỗ này nó nguy hiểm, và mình không biết cái ngày nếu mình có cái số có thể cái ngày đó cái đá này nó rớt, nó tự rớt xuống sau khi mình chơi lớn kháng lớn chết lớn. Nhưng mà nếu không chết sẽ có được cái gì người ta không có. Không biết cái chỗ đó nó có cái đường đi xuống đó được không? Ừ, nghĩ sẽ có. Em nghĩ cũng sẽ có. This is the point where I was more scared than encountering the bison. This specific high point where people are taking pictures, they were just standing there taking pictures. It's off the main course, there's no built sidewalk or anything, and you gotta walk out there on top of this rock and take a picture. But I feel like it was probably the most scared I was in throughout the entire Yellowstone trip. Here's a tour of our campsite. We're at Grant Village, unit or place number 396. Not to be confused with 369. So the weather has been really pretty nice during the day. Today was a little bit windy, but at night or in the morning, it gets frigidly cold for us. Here's our tent. It's a mountaineering Alps Lynx four-person tent. And we have the so the Coleman air cot takes up pretty much the entire thing. You get a decent amount of storage space underneath, but the bed takes up the whole thing. And we're using it's a Teton 0-degree mattress, which is really paid off with the cold mornings. I think on the news, I'm not sure if I saw it say only 50 degrees in the early morning, but it feels freaking cold. Nyum's having to fully zip up the mattress or the sleeping bag for warmth, and she was even thinking about wearing socks too. The sleeping bag, if you zip it up, it does help a whole lot. This is our two-person hammock, and in the
background you see Nhum doing a barbecue, some marinated chicken meat, pork, and whatnot. Here's a solar panel charging a 30,000 milliamp hour battery. Got our clothing line up, just using some camping rope. It's pretty ghetto, but it works. Over here, we had it over here, but it wasn't getting enough sun, so we just put that up right now, and maybe we'll take it down once more people get here. You see how close other areas are. There's no showers available, so that's making it real tough. We're showering in the lake, and then doing towel showers too. You can see another group behind us, or at least their tent. One tent there, another group right over there. So things are pretty close. Another group would be here, but I think people are cutting out early because there's no showers. That's a huge thing. Me and Nhum are toughing it out. Took a shower in the cold river the other day. I'll show you video of the river itself, but of a showering. I didn't have the camera at that point. Another campground here. So that would be 397 there. Probably 395 there. And then 394. It's been a beautiful trip so far. Saw some bison. Saw some elk. Got some corn, some pork, chicken. Gotta get away from the smoke.